Chuyện người con gái Nam Xương, trích Truyền kỳ Mạn Lục. Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Xương, tính đã thùy mị, nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Trong nàng có chàng Trương Sinh, mến vì dung hạnh, xin với mẹ đem 100 lạng vàng cưới về. Song Trương Sinh có tính đa nghi, đối với vợ phòng ngừa quá sức. Nàng cũng giữ gìn khuôn phép, không từng để lúc nào vợ chồng phải đến thất hòa. Cuộc sum vầy chưa được bao lâu thì xảy ra việc triều đình bắt lính đi đánh giặc Chiêm. Trương tuy con nhà hào phú nhưng không có học, nên tên phải ghi trong sổ lính đi vào loại đầu. Buổi ra đi, mẹ chàng có dặn rằng: "Nay con phải tạm ra tòng quân, xa lìa dưới gối. Tuy hội công danh từ xưa ít gặp, nhưng trong số binh cách phải biết giữ mình làm trọng. Gặp khó nên lui, lường sức mà tiến, đừng nên tham những mồi thơm để lỡ mắc vào cạm bẫy. Quan cao tước lớn nhường để người ta, có như thế mẹ ở nhà mới khỏi lo lắng vì con được." Chàng quỳ xuống đất vâng lời dạy. Nàng rót chén rượu đầy tiễn chồng mà rằng: "Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ. Chỉ xin ngày về mang theo được 2 chữ bình yên, thế là đủ rồi. Chỉ e việc quân khó liệu, thế giặc khôn lường, giặc cuồng còn lần lút, quân triều còn gian lao. Rồi thế trẻ che chưa có, mà mùa dưa chín quá kỳ, khiến cho tiện thiếp băn khoăn, mẹ hiền lo lắng. Nhìn trăng soi thành cũ, lại sửa soạn áo rét gửi người ải xa, trông nhiễu rủ bãi hoang, lại thổn thức tâm tình, thương người đất thú. Dù có thư tín hàng nghìn, cũng sợ không có cánh hồng bay bổng." Nàng nói đến đây, mọi người đều ứa 2 hàng lệ. Rồi đó, tiệc tiễn vừa tàn, áo chàng đành dứt. Ngước mắt cảnh vật vẫn như cũ, mà lòng người đã nhuộm mối tình muôn dặm quan san. Bây giờ nàng đương có mang, sau khi xa chồng vừa đầy tuần thì sinh ra 1 đứa con trai đặt tên là Đạt. Ngày qua tháng lại, thoắt đã nửa năm, mỗi khi thấy bướm lượn đầy vườn, mây che kín núi, thì nỗi buồn gốc bể chân trời không thể nào ngăn được. Bà mẹ cũng vì nhớ con mà dần sinh ốm. Nàng hết sức thuốc thang lễ bái thần Phật và lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn. Song bệnh tình mỗi ngày một trầm trọng. Bà biết không sống được, bèn chối lại với nàng rằng: "Ngắn dài có số, tươi héo bởi trời. Mẹ không phải không muốn đợi chồng con về, mà không gắng ăn miếng cơm, miếng cháo đặng cùng vui sum họp. Song lòng tham vô cùng mà vận trời khó tránh. Nước hết chuông rền, số cùng khi kiệt. Một tấm thân tàn nguy trong sớm tối, việc sống chết không khỏi phiền đến con. Chồng con nơi xa xôi, chưa biết sống chết thế nào, không thể về đền ơn được. Sau này trời xét lòng lành, ban cho phúc đức, giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn. Sanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con chẳng phụ mẹ." Bà cụ nói xong thì mất. Làng hết lời thương xót, phàm việc ma chay tế lễ, lo liệu như đối với cha mẹ đẻ của mình. Qua năm sau, giặc ngoan cố đã chịu trói, việc quân kết thúc. Trương Sinh về tới nhà, được biết mẹ đã qua đời. Con vừa học nói, chàng hỏi mồ mẹ, rồi bế đưa con nhỏ đi thăm. Đứa trẻ không chịu, ra đến đồng nó quấy khóc, Sinh dỗ dành: "Nín đi con, đừng khóc, cha về bà đã mất, lòng cha buồn khổ lắm rồi." Đứa con ngây thơ nói: "Ô hay, thế sao ông cũng là cha tôi ư? Ông lại biết nói, chứ không như cha tôi trước kia chỉ nín thin thít." Chàng ngạc nhiên hỏi, đứa con nhỏ nói: "Trước đây thường có một người đàn ông, đêm nào cũng đến, mẹ đàn đi cũng đi, mẹ đàn ngồi cũng ngồi,
nhưng chẳng bao giờ bế đàn cả. Tính chàng hay ghen, nghe con nói vậy, Đinh Linh là vợ hư. Mối nghi ngờ ngày càng sâu, không có gì gỡ ra được. Về đến nhà, chàng la lên cho hả giận. Vợ chàng khóc mà rằng: thiếp vốn con kẻ khó, được nương tựa nhà giàu, sum họp chưa thỏa tình chăn gối, chia phôi vì động việc lửa binh, cách biệt 3 năm giữ gìn một tiết, tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót, đâu có sự mất nét hư thân như lời chàng nói. Dám xin bày tỏ để cởi mối nghi ngờ, mong chàng đừng một mực nghi oan cho thiếp. Chàng vẫn không tin, nhưng nàng hỏi chuyện kia do ai nói ra thì lại giấu, không kể lời con nói, chỉ lấy chuyện bóng gió này nọ mà mắng nhiếc nàng và đánh đuổi đi. Họ hàng nàng xóm bênh vực và biện bạch cho nàng cũng chẳng ăn thua gì cả. Nàng bất đắc dĩ nói: thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất, nay đã bình rơi châm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao liễu tàn trước gió, khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu còn có thể lại lên núi vọng phu kia nữa. Đoạn rồi nàng thắm gội chay sạch, ra bến Hoàng Giang ngửa mặt lên trời mà than rằng: kẻ bạc mệnh này duyên phận hầm hiu, chồng con dẫy bỏ, điều đâu hay buộc, tiếng chiều nhúc nhơ, thần sông có linh xin ngài chứng giám. Thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước xin làm ngọc mị nương, xuống đất xin làm cỏ ngu mỹ. Nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ, và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ. Nói xong, nàng gieo mình xuống sông mà chết. Chàng tuy giận là nàng thất tiết, nhưng thấy nàng tự tận cũng động lòng thương, tìm vớt thay nàng, nhưng chàng thấy tâm hơi đâu cả. Một đêm phòng không vắng vẻ, chàng ngồi buồn dưới gọn đèn khuya, chợt đứa con nói rằng: cha đản lại đến kia kìa. Chàng hỏi đâu, nó chỉ cái bóng của chàng ở trên vách. Đây này. Thì ra ngày thường ở một mình, nàng hay đùa con, trỏ bóng mình mà bảo là cha đản. Bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ, thấu nỗi oan của vợ, nhưng việc chót đã qua rồi. Cùng làng với nàng có người tên là Phát Lang, khi trước làm đầu mục ở bến đò Hoàng Giang, một đêm chiêm bao thấy người con gái áo xanh đến kêu xin tha mạng. Sáng dậy, Phan Lang thấy có người phường trài đem vào biếu một con rùa mai xanh, sực nghĩ đến chuyện mộng, bèn đem thả con rùa ấy. Cuối đời Khai Đại nhà Hồ, quân Minh mượn tiếng đưa Trần Thiêm Bình về nước, phạm vào cửa ải Chi Lăng, nhân dân trong nước người sợ hãi phải chạy trốn ra ngoài bể, không may mắn đắm thuyền đều chết đuối cả. Thấy Phan Lang dạt vào một cái động rùa ở hải đảo, có một người đàn bà là Linh Phi trông thấy nói rằng: đây là vị ân nhân cứu sống ta thuở xưa. Linh Phi bèn lấy khăn giấu mà lau, lấy thuốc thần mà đổ, một chốc Phan Lang liền tỉnh lại. Phan trông thấy cung gấm đền dao thật uy nga lộng lẫy, mà chưa biết mình đã lọt vào cung nước của rùa thần. Linh Phi bấy giờ mình mặc áo gấm sát ngọc, chân đi giày có vân nạm vàng, cười bảo Phan Lang rằng: tôi là Linh Phi trong động rùa, vợ vua biển Nam Hải. Nhớ hồi còn nhỏ đi chơi ở bến sông, bị người phường trai bắt được, ngẫu nhiên báo mộng, quả được nhờ ơn. Gặp gỡ ngày nay, há chẳng phải lòng trời xui khiến cho tôi có dịp đền ơn trả nghĩa. Linh Phi bèn đặt yến ở Trác Chiêu Dương để thiết đãi Phan Lang.
Dự tiệc hôm ấy có vô số những mỹ nhân, quần áo thướt tha, mái tóc búi sễ. Trong số đó có một người mặt chỉ hơi điểm qua một chút son phấn, trông rất giống Vũ Nương. Phan có ý nhìn trộm nhưng không dám nhận. Tiệc xong, người đàn bà ấy nói với Phan Lang rằng: "Tôi với ông vốn người cùng làng, cách mặt chưa bao đã quen nhau rồi ư?" Bấy giờ Phan mới nhận đích thấy người ấy chính là Vũ Nương và gạn hỏi duyên cớ. Nàng nói: "Tôi ngày trước không may bị người vu oan, phải gieo mình xuống sông tự tử. Các nàng tiên trong cung nước thương tôi vô tội, rẽ một đường nước cho tôi thoát chết. Nếu không thì đã bị vùi vào bụng cá, còn đâu mà gặp ông." Phan nói: "Nương tử nghĩa khác Tào Nga, hờn không tinh vệ mà phải ôm môi hận gieo mình xuống nước. Nay tóc cũ không còn, tóc mới vừa gặt, gà lại không tưởng nhớ đến quê hương ư?" Vũ Nương nói: "Tôi bị chồng ruồng rẫy, thà già ở chốn làng mây cung nước, chứ còn mặt mũi nào về nhìn thấy người ta nữa." Phan nói: "Nhà cửa tiên nhân của nương tử, cây cối thành rừng, phần mộ tiên nhân của nương tử, cỏ gai rợp mắt. Nương tử dù không nghĩ đến, nhưng tiên nhân nào mong đợi nương tử thì sao?" Nghe đến đây, Vũ Nương ứa nước mắt khóc, rồi quả quyết nổi giọng mà rằng: "Có lẽ không thể gửi hình ẩn bóng ở đây được mãi, để mang tiếng xấu xa. Và chăng ngựa hồ gầm mùng gió bắc, chim Việt đậu cành nam, cảm vì nỗi ấy, tôi phải đi tìm về nhà ngay." Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía, đựng 10 hạt minh châu, sai sứ giả Xích Hỗn đưa Phan ra khỏi nước. Vũ Nương nhân đó cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng mà dặn: "Nhờ nói hộ với chàng Trương, nếu còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ, xin lập một đàn giải oan ở bến sông, đốt cái đèn thần chiếu xuống nước, tôi sẽ trở về." Lúc đến nhà, Phan đem chuyện kể lại với họ Trương. Ban đầu Trương không tin, nhưng khi nhận được chiếc hoa vàng, chàng mới sợ hãi mà nói: "Đây quả là vật dùng mà vợ tôi mang lúc ra đi." Chàng bèn theo lời lập một đàn tràng 3 ngày đêm ở bến Hoàng Giang, rồi quả thấy Vũ Nương ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng. Theo sau đó đến 50 chiếc xe cờ tán võng lọng dừng giữa đầy sông, lúc ẩn lúc hiện. Chàng vội gọi, nàng vẫn ở giữa dòng mà nói vọng và bảo: "Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa." Rồi trong chốc nát, bóng nàng loang loáng mờ nhạt dần và biến đi mất.